anh số 4 ạ. Wow. Cảm ơn em. Cảm ơn các bạn. Chúng ta sẽ gặp lại nhau ở phần lộ diện. Xin cảm ơn. White is the color of flowers in springtime. Red the color of blood through my veins. Blue is the color of when you were leaving. Tell me, let me know what you feel inside. 'Cause you don't know. Và anh đã thấy anh có bồ đây. Mà tại sao tím vậy? Ôi chết rồi, I'm xin so lỗi sorry. Bạn gái nha, xin lỗi. Em xin lỗi anh. Hai người quen nhau bao lâu rồi? 7 năm. 7 năm rồi hả? Đấy, người ta có bạn gái 7 năm rồi. Chỉ vì người ta đẹp trai thôi mà bắt người ta màu tím yêu thôi đấy. Yêu 7 năm đó mấy anh chị à. Đôi mắt cầu vồng này, biết mắt đi. Cầu vồng, trời ơi. Đây là mắt cầu chì chứ không phải mắt cầu vồng. Em không biết anh, sorry. Bây giờ nè, bạn giới thiệu một tí về mình trước đi, với lại bạn gái của mình. À, đây là vợ em chứ không phải là bạn gái. Và anh đã thấy anh có vợ đây. Trời ơi. Vợ wow. Luôn rồi đó. Em không thể thấy mình sai hơn được nữa. Công nhận ban biên tập của chương trình hay thật. Các bạn thấy không, tôi đã nói rồi, nhiều khi cái clip nó bất lợi cho người ta làm đủ trò vậy đó. Mà người ta có vợ luôn nè, mà tới 7 năm lận. Không, như ở trên sân khấu người ta cũng rất gì và này nọ nữa. Tại cái nét người ta bẽn lẽn. Chồng em là một người rất là hiền. Giống như mọi người nói là chồng em hơi bóng bẩy. Nên đa số tất cả mọi người đều nghĩ chồng em đều là màu tím. Đi ở ngoài đường, dù là ai người con trai đi cũng nhìn chồng em cũng nói màu tím. Đến lúc mà quen bạn bè này kia ai cũng nói màu tím. Cái điều gì làm cho em gắn bó với cái người này tới 7 năm lần? Tình cảm, hai đứa thương nhau, rất là tin tưởng nhau. Khoảng thời gian 7 năm quen nhau thì tụi em chưa có xa nhau một ngày nào hết. Wow. Nhưng mà khoan, còn bé nữa. Nhưng anh nói cái này đi hả? Nói chứ. Nói luôn chị. Là vừa năm ngoái thôi thì em mới biết là chồng em quen một người con gái khác. Hả? Em không có tin. Và nói bạn bè em cũng không ai tin hết. Tại vì chồng em không bao giờ có những cái chuyện bậy bạ như vậy. Không bao giờ. Em mới có tìm hiểu thì em mới tin và em xác nhận với mọi người đó. Chắc chắn không bao giờ màu tím hết á. Nhưng mà sao cái vụ có nó làm sao giải quyết được để mà đi lại tới giờ? Lúc mà vợ em biết á thì giống như em cũng lúc đầu em cũng còn cố chấp ý là nhà mình không có nhận. Tại vì nói là em đâu có bắt được tin nhắn hay thấy anh nhắn tin gì đâu. Đàn ông lì lắm. Thì bắt đầu đùng một cái có một ngày em đang nhắn tin thì... vợ em bữa đó giật điện thoại em luôn. Giật rồi xong cái cãi nhau lớn lắm, làm một trận. Vợ lúc đó nói là thôi mình tới đây là hết rồi. Tình nghĩa, tình cảm 7 năm của mình coi như là đủ rồi. Thôi em muốn dừng lại. Thì lúc đó là mình giống như là đi vô tới đường cùng thì mới nhận ra được là cái người quan trọng nhất là bên cạnh mình là ai. Sau đó em mới xin lỗi vợ, biết hối lỗi với vợ và hứa là sẽ không bao giờ có những chuyện như vậy nữa. Thật ra để nói ra cái chuyện này không phải ai cũng dám nói. Đúng rồi. Hồi nãy anh tưởng là nói chuyện gì đó giỡn gì. Các bạn là bạn ấy nói nhưng mà lại nói trên một cái giọng nó rất là thoải mái. Chứ đó. Không phải là đay nghiến gì cái người đàn ông của mình cả. Nó mới là cái giỏi. Nên cái câu hỏi của anh đặt cho em là thế này. Phụ nữ cái khó chấp nhận nhất là cái vụ chung thủy. Cái điều gì của ảnh làm cho em nghĩ là mình nên tha thứ để cho cái người này một cơ hội? Đến bây giờ em vẫn yêu chồng em, vẫn tin anh ấy. Nhưng mà khi bước
đến một cái quyết định nào đó, em vẫn tin em hơn. Và em sẽ yêu bản thân mình nhiều hơn, để cho chồng em giống như bao năm trước là cũng theo đuổi mình, vẫn yêu mình. Chứ không phải vì một lúc mình vì công việc, vì cơm áo gạo tiền hay những vấn đề nào đó mà mình làm cho chồng mình quên mình đi. Hay quá, xuất sắc. Chị ơi, mời đi. Chúc mừng em đã nhận ra chân lý của phụ nữ. Thưa quý vị, phụ nữ có hai đặc quyền lớn nhất thế giới. Một là được quyền yếu đuối. Đàn ông phải có nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc, bảo tồn và lưu trữ. Nhiệm vụ thứ hai là được quyền đẹp, mà ông bà cha ta đã dạy, đẹp có quyền. Đẹp có quyền. À, hôm nay chọn cái bài đó rồi đưa vợ lên đây, có cái lời nào mình xin lỗi, mình hứa hẹn chút xíu ấy, cho người phụ nữ người ta yên tâm không? Thì nhân đây cũng tới chương trình thì em cũng muốn nói một lời xin lỗi tới người con gái mà em làm tổn thương, buồn vì em rất là nhiều. Xin lỗi bà xã. Trời ơi, thương. Nói chứ đàn ông dám làm dám nhận, thấy không? Vậy dễ thương nè. Nhưng cho anh hỏi này, tới vậy không phải thôi nghe. Em thấy bẩn đậm hơi rậm rậm mà như có baby phải không? Chúc mừng chị. Mà bị một cái việc vậy là em bé không còn nữa. Tại vì em bé, tại vì tụi em bị thai lưu hồi 2 tuần rồi. Tụi em nghĩ tụi em sẽ có lại, không chỉ là một cái gì đó không may mắn của cái đợt vừa rồi thôi, thì không sao hết. Lạc quan quá. Cái cô này á, quá. Cô mạnh mẽ dễ sợ luôn á. Không mà đúng chị ạ. Thực ra con cái nó là duyên ý. Có thể là cái duyên nó chưa tới, nhưng mà miễn là hai vợ chồng đồng lòng và yêu nhau như thế thì không sớm thì muộn cũng có thôi. À, hôm nay hai vợ chồng đến đây chia sẻ chuyện vui có, chuyện buồn cũng có. Chỉ chúc như thế này thôi, đơn giản thôi. Chúc cho tụi em hạnh phúc nhiều hơn, trân trọng nhau nhiều hơn, tử tế với nhau hơn nữa. Cảm ơn. À, hai bạn có thể gửi một lời đến cho cô gái của chương trình được không? Hôm nay anh mong rằng em sẽ tìm được người độc thân duy nhất trong đêm nay. Trời, duy nhất hả? Trời ơi, một sự gợi ý. Duy nhất một sự gợi ý. Chết rồi, bọn mình phải khắt khe lên nha. Trời ơi, hai chồng mới thương sợ. Ok, còn nói gì nữa, quá đáng yêu. Chúc hai bạn hạnh phúc và may mắn hơn nữa trong cuộc sống nha. Xin chào. Cảm ơn. Dễ thương.